Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Poker Free. Mình nhận một token có kỳ hiệu là BK nha các bạn. Thì dự án này token BK này sẽ list lên sàn PancakeSwap nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot nha các bạn. Rồi bạn nhấn captcha để đi tiếp nha các bạn. PKXZ PKI. Rồi các bạn gửi số bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới update lên các bạn. Các bạn follow fanpage tại Twitter đó nè. Xin tại Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn tổng buôn con này cũng 5 lần hết cũng nhiều các bạn. Bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ chẳng như tôi quyết tăng vài người bạn mình vào các bạn. Rồi sau đó các bạn mới update lên các bạn. Tiếp tục cũng follow minimum nữa các bạn. Được cái em gái miền Tây. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Vì trang minimum của tất của mình cũng như là tất cả các bạn đều rất là chậm nha các bạn. Rồi các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn mới update lên các bạn. Rồi sau đó các bạn join chào get it nha các bạn. Rồi trên cái đít thì các bạn bấm vào son community này các bạn, rồi bạn like nó khá luôn đi các bạn, rồi bạn bắt đập lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn join vào Discord, bấm vào nút server này các bạn. Rồi thì các bạn chấp nhận demo các bạn. Thì đối với những bạn nào chưa có tài khoản tất cả các trang mạng xã hội để làm airdrop thì các bạn nên đăng ký các bạn, hoặc là những cái sàn giao dịch đó. Các bạn nên đăng ký và KYC để mình làm airdrop các bạn. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời, rồi các bạn chat một câu đi các bạn. Bấm boot airdrop hay là gì để chat, mình không phải là người máy nha các bạn. Ok, nó hơi kêu mình bấm server ta. Để mình kiểm tra đây các bạn. Server. Rồi không có gì hết. Bạn bấm đáp lên các bạn. Bấm vào submit detail nữa các bạn. Rồi các bạn bấm done. Tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nữa. Tại Twitter của mình là mình bắt up là nó đăng. Rồi các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ, các bạn anh cùng nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sao chép đường link liên kết của mình gửi lại cho bot nè các bạn. Tiếp tục các bạn submit đường link profile minimum thì các bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Rồi trên minimum thì các bạn nhấp vào một ba chữ quạt đen đen nè các bạn. Minimum đó khá là chậm ta. Rồi sau đó các bạn nhấp vào avatar mình cái nữa các bạn. Nhấp vào avatar mình cái nữa nè. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn. Rồi các bạn sao chép đường link minimum mình nha các bạn. Rồi gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link profile get it nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào reddit nè. Rồi trên get it thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn. Các bạn sao chép đường link get it của mình nè, gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó các bạn submit username Discord thì các bạn nhấp vào Discord của mình nè các bạn. Rồi các bạn chấp nhận là mờ người ta không. Rồi trên Discord thì các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Trên cái bức ảnh avatar mình các bạn sao chép lên các bạn. A cộng Quỳnh Nhân Anh thắng 6160. Phải không ta? 6160 đúng rồi. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Thằng 6160. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục còn gửi địa chỉ BNB Smart Chain PS20 trên YouTube Codex của các bạn nè. Gửi lại cho bot. Rồi sau đó các bạn bấm vào không lách, rồi bấm balance để xét số cần kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được một tốc cần BK này các bạn việc lên ghép chia sẻ cho ông bè nhà người thân mỗi lượt ghép các bạn sẽ nhận được 0.2 tốc cần BK nha các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.